Lịch sử bóng đá Việt Nam đã sản sinh rất nhiều cầu thủ giỏi. Họ được ví như những ngôi sao của bóng đá và tỏa sáng theo những cách khác nhau. Thế nhưng, có một vì sao chọn cách thầm lặng nhất, gần như chỉ biết tầm tụy với niềm đam mê bóng đá trong 16 năm qua. Anh là Lê Tấn Tài, tân binh mới gia nhập câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Lê Tấn Tài, một cái tên không dành cho sự hào nhoáng, sự ồn ào, sự náo nhiệt của bóng đá. Thế nhưng, tài năng, sự thành công, sự cống hiến của anh xứng đáng được ghi nhận theo đúng nghĩa, người sinh ra dành cho môn thể thao vua. Ở tuổi 36, Tấn Tài chưa muốn dừng lại khi anh nhận được lời mời của lãnh đạo đội bóng thủ đô và quyết định ký hợp đồng thi đấu ở V-League 2020. Đây là một trong những câu chuyện đặc biệt của bóng đá Việt Nam khi hầu hết cầu thủ cùng thế hệ của anh đã sớm giã từ bóng đá. Thật sự là cái niềm đam mê bất kể từ bé đến lớn. Thì bản thân Tài thì mình cảm thấy còn nhiều khuyết, còn sức lực. Thì đam mê thì mình cũng theo, khi nào mà cảm thấy mình không còn cái động lực nữa thì mình lúc đó mình sẽ dừng. 16 năm gắn bó với bóng đá chuyên nghiệp và chưa dừng lại, Tấn Tài đang viết tiếp những trang mới trong sự nghiệp. Cũng không có gì là bất ngờ nếu tiền vệ người Khánh Hòa gặt hái được những thành công ở bến đỗ mới. Thì mình cảm thấy mà mình cũng thất hứa Hà Nội rất là nhiều rồi. Mà trong khi Hà Nội cũng nhân sự cũng rất khó khăn, thì bản thân Tài sẽ cố gắng ra đây để mà thi đấu tốt nhất. Và thật sự thì bây giờ khi mà trở thành một cái thành phần của câu lạc bộ Hà Nội thì bản thân Tài cũng rất là vui. Không bản thân Tài mà tất cả các cầu thủ khắp nơi đều mong muốn khoác áo của Hà Nội FC. Thì bản thân Tài rất là vinh dự khi được khoác áo Hà Nội. Mục tiêu của bản thân Tài thì sẽ cố gắng thi đấu hết mình để đạt thành tích tốt nhất cho câu lạc bộ Hà Nội. Nhà vô địch AFF Cup 2008 bắt đầu giấc mơ bóng đá ở tuổi 19. Sau một năm thi đấu ở hạng nhì, đưa Khánh Hòa lên hạng nhất thì anh được nhấc lên tuyển Việt Nam. Một cầu thủ trẻ chân ướt chân ráo đến với bóng đá chuyên nghiệp và cánh cửa đội tuyển quốc gia mở ra như một câu chuyện cổ tích. Thế nhưng, đó chỉ là sự mở đầu cho một sự kỳ lạ khác. Bởi Tấn Tài lên tập trung được một thời gian thì khóc và xin huấn luyện viên Tavares để được rời đội tuyển đã thành giai đoạn độc nhất vô nhị của bóng đá Việt Nam. Bản thân Tài thì lúc đó cũng rất vinh dự khi đội tuyển quốc gia được gọi lên đội tuyển quốc gia. Thì đương nhiên bản thân mình cảm thấy mình thật sự mình chưa có sẵn sàng để mình lên đội tuyển quốc gia. Trong khi mình vừa bước lên đội tuyển quốc gia thì rất nhiều anh lớn, mà những anh lớn đó Tài đã từng rất là hâm mộ. Thì mình cảm thấy là mình chưa sẵn sàng để mà trở thành mà một cái chín chắn để mà thành cầu thủ thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Thì lúc đó Tài mới suy nghĩ là Tài sẽ cố gắng. Mình cũng xin về để mà trao dồi thêm, để mà khi mà mình đã sẵn sàng rồi thì mình sẽ cống hiến cho quốc gia tốt hơn. Câu chuyện ồn ào và lạ lùng xảy ra ở tuổi 20 đã trở thành một bài học để Tấn Tài lựa chọn cách thầm lặng thi đấu cho đến tận hôm nay. Nói chung thì bản thân thời đó thì bản thân của Tài rất là trẻ, thì nói chung là một cái cú đó, một cú sốc. Như mà Tài cũng nhờ những thầy, những lãnh đạo của Khánh Hòa động viên nên Tài cũng vượt qua được cái áp lực năm 2004 để mà cố gắng phấn đấu năm 2005 tiếp theo. Cũng trong 16 năm qua thì Tấn Tài đã gặt hái vô số danh hiệu khiến cho phần lớn cầu thủ Việt Nam phải nể phục. Và trong hành trình tạo nên sự thành công như một cánh chim không mỏi, Tấn Tài không chỉ có tài năng mà còn có những điều khác biệt để duy trì phong độ đỉnh cao. Thực thì ngồi đá bóng thì bản thân Tài về gia đình cũng như là đi ăn uống hoặc là cái thời gian rảnh rỗi nghỉ thì mình sẽ đi đá phủ chơi. Nhưng mà mình còn cái cảm giác để mà cũng như là cái đá phủ đó như mình tập luyện trong những mà thời gian mà mình nghỉ xong một mùa giải. Tất cả những câu chuyện kể trên đã tạo nên một Lê Tấn Tài bình dị nhất trên bầu trời đầy sao của bóng đá Việt Nam. Một cầu thủ tài hoa, thành công và có một sự nghiệp phi thường.